Mới đây, một người đàn ông đang tập gym tại một phòng tập ở Hà Nội thì bất ngờ ngất xỉu và tử vong sau đó. Có hai nguyên nhân chính gây đột quỵ ở những người chơi thể thao cường độ cao gồm mảng xơ vữa trong lòng mạch và rối loạn điện giải. Thực tế đã có nhiều trường hợp bị ngất xỉu, đột quỵ khi tham gia các giải chạy vì lý do rối loạn điện giải. Vì vậy, cần trang bị kiến thức khi tham gia để đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân. Nó có hai loại thể đột quỵ do não và đột quỵ do tim. Nếu do não thì thấy chóng mặt hoặc chồng chành hoặc là thấy mình đi không vững thì chúng ta phải dừng lại ngay. Hai là khi mà chúng ta tự nhiên thấy hoa mắt hoặc tự nhiên thấy tối sầm mặt lại thì đấy là biểu hiện của mắt thì chúng ta cũng phải dừng lại và chúng ta không tập tiếp. Chúng ta đang cầm nắm một cái gì đấy tự nhiên rơi hoặc là chúng ta cầm không chặt thì cái đấy là cũng là biểu hiện của cái dấu hiệu đột quỵ. Trong trường hợp mà đột quỵ tim thì khi chúng ta đang chạy mà chúng ta thấy khó thở, đau ngực, tức ngực hoặc là cảm thấy bất an, bồn chồn cái thứ hoặc là hồi hộp thì chúng ta cũng phải dừng lại. Các bác sĩ khuyến cáo khi tập luyện cần đặt mục tiêu hợp lý, bắt đầu từ từ và tăng dần cường độ. Việc này giúp cơ thể có thời gian thích nghi với điều kiện và cường độ tập luyện, đảm bảo an toàn trong quá trình tập thể dục. Ngoài ra, khám sức khỏe định kỳ cũng rất quan trọng, đặc biệt là xét nghiệm máu để kiểm tra mỡ máu. Khi có một trong các biểu hiện của đột quỵ, cần gọi cấp cứu hoặc đưa người bệnh đến ngay cơ sở y tế gần nhất, nhất là khoa hồi sức cấp cứu hoặc trung tâm điều trị đột quỵ để được xử lý kịp thời. Không uống thuốc gia truyền, đông y và các loại thuốc khác khi không có chỉ định của bác sĩ để tránh làm sặc vào đường thở của người bệnh hoặc làm tăng rối loạn đông máu, cầm máu của người bệnh, làm bệnh nặng thêm.